giới thiệu các bạn một cái âm ly đèn ông cực kỳ rẻ và cũng rất là sang trọng, đó là đèn ông BMA 710 AE, chỉ vài triệu thôi. Đây là một cái phân khúc rất là phù hợp cho bạn nào mà cần cái dòng âm ly tầm trung. Bên mình có bán USB và ổ cứng, chip sẵn nhạc một USB là 800.000, 128GB, còn một ổ cứng là 1.000GB giá 2 triệu nha. Trở lại với con đèn ông này thì 710 AE là một cái series cũng đời lớn nha. Nó có 390, 390 3 là mã, 4 là mã, 390 AE rồi đến 500, 510 rồi đến 700 và đến 710. Thì ra đời thì tính ra đời 710 là chỉ thấp hơn đời 1.500 thôi. Thì cái con này được lắp ráp và sản xuất tại Made in China. Điện của nó 230V rất là dễ xài. Có remote ring kèm theo. Đó. Phải nói là con này hàng xách tay châu Âu về nó còn rất là đẹp. Đặc biệt nó có chức năng low net, điều mà cái dòng 1.500 không, 1.500 AE không có. Con này làm rề được nhá các bạn. Đặc biệt nó chạy sòm móc phép nên chất âm rất là lực. Tiếng rất là chắc, rất là khỏe luôn. Rồi bây giờ mình quay ra phía sau cho các bạn nhìn rõ hơn. Đây là chức năng rề ảo để chúng ta biến nó thành cái rề. Mình là lấy nó thử, mình chờ ra sấp cũng rất là hay luôn. Công suất là 200W. Trở kháng là 4-16Ω. Điện 230. Rất là dễ xài. Những ai mà mua con này tất nhiên chi phí của các bạn thì không nhiều rồi. Và chúng ta cũng không muốn tốn thêm tiền mua cái ổ áp vài trăm ngàn nữa. Và chắc chắn các bạn đã mới chơi thì chúng ta rất là dễ cắm nhầm điện. Các bạn mua con này thì chúng ta xài khỏi sợ cắm nhầm, tiết kiệm được chi phí mua ổ áp. Đó. Đánh là được loa 4-16Ω nè, dễ chơi. Và bây giờ mình test nhạc nha. Không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau. Không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như
yêu hát rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn. Ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đậm thắm hơn. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mây chiều hát rồi mà chưa vơi nỗi nhớ.